Dạ, shop Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Cũ Mê Công ạ. Mỹ Ngân em hôm nay có giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình một số sản phẩm như là cái sạp và bộ bàn chúc nha cô chú anh chị mình một vài món đồ gốm sứ ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Rồi mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị mình mã số 1L nha. Đó, em có sưu tầm bộ trà hàng của Tàu nha cô chú anh chị mình. Chúc tích là Trúc Lâm Thất Hiền ha. Bộ này thì nó gồm có 6 cái ly và một cái bình và một cái dĩa nhỏ nha, với một cái khay. Đó. Cái đường kính miệng ly ở đây em đo là 6 phân nha. Chiều cao của nó là tầm 4 phân. Cái khay trà chiều dài của nó là 32, chiều rộng của nó là 20. Còn cái bình trà em đo chiều dài của nó là 17 nha. Chiều cao của cái bình trà ở đây em đo vị trí này là 13. Đó, mình xem giùm em ha, tích là Trúc Lâm Thất Hiền. Đó, khá là đẹp. Hàng này thì hàng cũ thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, chứ không phải là hàng xưa ha. Có sao thì em báo cho mình như vậy dễ giao lưu nha. Đó, thì bộ này mã số 1L. Đó, em giao lưu mình với giá là 1 triệu thôi. Đó, cô chú anh chị mình xem nha. Đó, thì hôm nay có cái giá cho mình hơi mềm tí nha cô chú anh chị mình. Bữa trước em bán bộ này là 1 triệu 2 nha. Nhưng mà hôm nay thì em hữu nghị với cô chú anh chị mình ha. Giá là 1 triệu mã L1 nha. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào mình chụp hình và gửi qua số Zalo giùm em ha. Số điện thoại của em là 0968 877 667. Rồi mã số 2L em giới thiệu cho mình một cái khay trà gỗ cẩm nha cô chú anh chị mình. Đó, cái tích ở trên đây nó cẳng là đồng quê ha. Đó, mình xem giùm em. Đó, cẳng tứ diện nha. Khay này khay lớn nha. Chiều dài của nó là 40. Chiều rộng của nó là 24. Chiều cao là 14 nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng này hàng cũ nha. Em đã phủ bóng lại cho mình rồi. Đó, mình xem giùm em nha. Khay trà gỗ cẩm, tích là đồng quê. Em giao luôn mình với giá là 3 triệu thôi. Khay này khay lớn nha cô chú anh chị mình. Giá rất là mềm luôn ha. Rồi tiếp theo em có cặp bình hoa. Hàng này hàng của Tàu cũ nha cô chú anh chị mình. Đó, những cái hoa văn chi tiết này người ta vẽ tay và vẽ nổi nha. Đó, mình gờ vô là nó cộm cộm lên ha. Hàng này hàng rất là đẹp nha. Bộ này ít khi có đó. Chiều cao của nó là 32. Đường kính nó đem đo, đường kính miệng là 9 phân. Dòng cổ là 12. Dòng bụng là 35. Đó, cặp bình này nó nhỏ nhưng mà hàng siêu đẹp nha. Mã L3 này em giao lưu mình cặp này với giá là 2.200.000. Đó, chôm có mọc nha cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi tiếp theo em có cặp bình nè cô chú anh chị mình. Đó, bên hai bên nó có cái đầu con nai hả? Hình con nai phải không? Đó, xung quanh là nó vẽ tích gồng nha cô chú anh chị mình. Hàng này hàng gốm Tàu cũ nha. Chiều cao là 31. Đường kính miệng ở đây em đo là 11. Dòng bụng là 71. Cặp bình này hàng lành tích nha cô chú anh chị mình. Đó, gốm Tàu cũ ha. Có sai em báo cho cô chú anh chị mình dễ giao lưu. Dưới chôm đế có mọc đầy đủ nha. Em giao lưu mình cặp này với giá là 2.400.000. Ủa, 2.600.000 mã L4 nha cô chú anh chị mình. Mã L4 giá là 2.600.000. Rồi mã L5 em có một cái chum nha cô chú anh chị mình. Chum gồng ha. Đó, mình xem giùm em. Hàng Tàu cũ nha, gốm sứ Tàu cũ. Chiều cao của cái chum này là 43. Dòng bụng của nó là 96. Đây mình xem giùm em. Đường kính lọt lòng của cái miệng này em đo là 18 nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng rất là đẹp nha. Dưới chôm đế có mọc ha. Rồi, cái chum này mã L5 em giao lưu mình giá là 2.200.000. Rồi, tiếp theo em có cái bình củ tỏi con rồng nha cô chú anh chị mình. Hàng gốm Tàu nha, hàng vẽ tay. Đó, hàng này, những mặt hàng này là hàng cũ ha. Chiều cao của cái bình này là 57. Đường kính miệng ở đây em đo là 20. Dòng cổ của nó là 34. Dòng bụng là 112. Cô chú anh chị mình xem hàng rất là đẹp nha. Mã này là mã L6. Em giao lưu mình cái bình củ tỏi con rồng. Hàng vẽ tay này em giao lưu mình giá là 2.200.000.
Đó, cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào mình chụp hình và gửi qua số Zalo trên giùm em ha. Đó, cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem like nha. Rồi tiếp theo em có cái cặp bình hàng này là hàng cặp lục bình bằng gỗ gỗ hương nha cô chú anh chị mình. Những cái chi tiết này người ta đục tay nha. Em bao cho mình là hàng đục tay 100% nha. Cô chú anh chị mình về kiểm tra, nếu không đục tay trả lại em, không tốn phí ship ha. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị mình, liền khối ha. Nó đục cái tích là song long. Chiều cao là 32. Đường kính ở trên đây á, đường kính miệng ở trên đây em đo là 12 ha. Dòng cổ là 20. Dòng bụng á, là một là 50 nha cô chú anh chị mình. Cặp lục bình này gỗ hương, người ta đục tay ha, rất là đẹp luôn, tích là song long. Đây mình xem giùm em. Đó. Rồi, cặp này mã số 7 em giao lưu mình với giá là 2 triệu 400 ngàn. Rồi, tiếp theo em có cặp bình cặp đèn này cũng xuất sắc nè cô chú anh chị mình. Cái này mình có thể có cái dây điện này bắt được không ta? Có dây điện vô mình bắt được nha cô chú anh chị mình. Cái này mình đi dây điện vô để mình bắt lên được ha. Đây. Đó, mình đi dây điện vô đây nha cô chú anh chị mình. Hàng này thì cũng gần đây thôi nha, cặp này thì gần đây. Rồi, cặp này là gỗ hương nha cô chú anh chị mình, hàng đục tay nha. Cặp đèn ha. Chiều cao là 51. Cái dòng bụng em đo là 44 ha. Đó, cặp đèn song long nha, hàng gỗ hương đục tay nha. Đó, mình xem giùm em. Long phụng chứ, cặp này long phụng chứ không phải song long nha cô chú anh chị mình. Long phụng rất là đẹp luôn ha. Đây. Rồi, cặp bình này mã 8 em giao lưu mình với giá là 2 triệu 400 ngàn, mã số 8 giùm em nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình tấm tranh gốm sứ Tàu khung gỗ nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng đưa mượn cái thước. Hàng này người ta vẽ nha cô chú anh chị mình, khung là khung gỗ, cái móc là bằng đồng ha. Chiều dài phủ bì là 85. Chiều cao là 45. Độ dày là 2,5 phân. Cô chú anh chị mình xem hàng này lành tích nha. Đó, thì tấm tranh này em giao lưu mình giá rất là mềm luôn, mã đáo thành công ha. Giá chỉ có 1 triệu 600 ngàn thôi. Cô chú anh chị mình sở hữu tấm tranh khá đẹp luôn, bên em bao phí ship tặng nhà cho mình nha. Rồi em quay mặt sau cho mình xem ha. Rồi tiếp tiếp theo thì em có cặp hạt nha cô chú anh chị mình. Gỗ là gỗ lim, hàng liền khối ha. Hàng này hàng cũ. Chiều cao phủ bì là 90. Rộng qua của nó là 20 hơn nha. Độ dày thì 2 phân. Cô chú anh chị mình xem. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng rất là đẹp luôn. Đó, cặp hạt này hàng liền khối nha. Đây, ở mặt sau đây. Rồi, cặp hạt này mã số 10 em giao lưu mình với giá là 2 triệu 600 ngàn. Bên em bao phí ship toàn quốc cho mình nha. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào mình liên hệ qua em nha. Số điện thoại trên giùm em ha. Rồi tiếp theo em có cây gậy bằng gỗ chắc nha cô chú anh chị mình. Đó, cái đầu con rồng ha. Chiều dài phủ bì là 90. Chiều rộng qua của cái đầu con rồng là 13, 13 ha. Đó, mình xem giùm em cây gậy bằng gỗ chắc cũ nha. Đó, cái đầu con rồng, cô chú anh chị mình xem. Rồi mã số 11L này em giao lưu mình với giá là 1 triệu ha. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình bộ tranh Phúc Đức Cặn Ốc tích là Lý Ngư Vọng Nguyệt nha cô chú anh chị mình. Chiều cao phủ bì là 80. Rộng qua là 40 ha. Độ dày là 3,5 phân nha. Hàng này hàng liền khối nha cô chú anh chị mình. Một cặp này là hàng liền khối gỗ gõ ha. Đó, mình xem giùm em. Bộ này em giao lưu mình với giá là 3 triệu 800 ngàn, mã 12L, hàng liền khối khá nặng nha cô chú anh chị mình.
Đó, mình yêu mến sản phẩm nào cô chú anh chị mình liên hệ qua số điện thoại trên giùm em ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một tấm tranh gỗ gõ liền khói cẳng ốc nha cô chú anh chị mình. Tích là Vinh Quy Bái Tổ ha. Chiều dài phủ bì là 80, chiều cao lên là 40, độ dày là 3,5 phân. Hàng liền khói mã 13L. Em giao lưu mình tấm này giá chỉ có 2.600.000 thôi. Hôm nay giá khá mềm nha. Liền khói gỗ gõ cô chú anh chị mình. Hàng này hàng cũ ha. Bên em đã BU lại cho mình rồi nha. Dày 3,5 phân luôn. Đó, rất là dày và nặng nha. Rồi. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình cặp đôn nha cô chú anh chị mình. Đôn này đôn xưa nha, gỗ gõ. Đó, ở phía trên có cặn miếng đá nha. Chiều cao là 66, 65 nha. Cái mặt đôn ở vị trí này em đo là 37. 37 vuông ha. Đó, cặp đôn này đôn xưa nha. Cô chú anh chị mình xem. Ở trên mặt nó có một miếng đá ha. Đó, mã này mã 14L. Đó, cặp đôn hoa mai này em giao lưu mình với giá là 5 triệu nha cô chú anh chị mình. Hàng này hàng xưa nha. Các mặt giống nhau, rất là dày dặn và nặng tay luôn. Đây mình xem giùm em. Đó, cặp đôn hoa mai này là chuẩn hàng luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, mã này mã số 14. Cô chú anh chị mình yêu mến cặp này thì liên hệ với em nha. Giá là 5 triệu, bên em bao phí ship. Rồi tiếp theo em có cặp lục bình nha cô chú anh chị mình. Đó, cặp lục bình này khá lớn nha. Đó, hàng này hàng của Tàu ha, hàng Tàu cũ ha, em mới siêu tầm về. Đó, mình xem giùm em nè, em đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Chiều cao phủ bì là 1m41. Đường kính ở phía trên mặt này em đo là 33 nha. Đưa mừng. Dòng cổ ở đây em đo là 58. Dòng bụng ở vị trí này em đo là 131. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Cặp lục bình cao 1m40. Đó. Dạ, tích là Sơn Thủy Hữu Tình nha cô chú anh chị mình. Hàng này hàng vẽ ha. Đó, hàng của Tàu. Đó, cô chú anh chị mình cứ xem. Đây. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem hàng này thì hàng cũ thôi nha. Cô chú anh chị mình chưa phải gọi là hàng xưa nha. Có sao thì em ba giao lưu và báo cho cô chú anh chị mình biết rõ ha. Cái này tình trạng của nó là lành lặn liền lạc hết. Không có bị sứt mẻ hay đắp giá nha. Không có nứt nẻ chỗ nào. Bên em bao lành lặn liền lạc cho tới tay cô chú anh chị mình. Đó, rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 15 triệu nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến cặp này thì liên hệ với em nha. Giá là 15 triệu. Rồi. Rồi. Cô chú anh chị mình yêu mến cặp này thì liên hệ với em. Rồi, mã số tiếp theo hôm nay em giới thiệu cho mình cái sạp nha cô chú anh chị mình. Mã số 16, còn cặp bình hồi nãy là mã số 15. Rồi, mã số 16 giới thiệu cô chú anh chị mình cái sạp. Gỗ gõ hàng cẳng ốc tuổi đời trên 50 năm nha. Bên em đã phủ bóng lại cho mình sạch sẽ rồi. Về cô chú anh chị mình chỉ việc sử dụng thôi. Bốn chân của nó là toàn là bốn con sư tử nha cô chú anh chị mình. Sạp vắt vải nha, chân sư tử. Chiều dài là 2m. Chiều sâu vô của nó là 1m60 lọt phủ bì nha cô chú anh chị mình. Đó. Và chiều cao ở đây em đo là 57 nha. Cái dìm ở trước nó dày hơn hay sao? Hay nó giống như ở trước nó cao hơn. Cái dìm ở trước vị trí này em đo là 40 nha. Cô chú anh chị mình xem. Cái đố của cái chân này là em đo là 17 phân hơn ha, gần 18 nha. Bốn chân sư tử nha cô chú anh chị mình. Cái dìm này là em đo là 6 phân ha. Sạp vắt vải cẳng ốc bốn chân sư tử nha cô chú anh chị mình, hàng rất là đẹp luôn nha.
Đó, cái mặt trên thì em cũng báo cho cô chú anh chị mình biết là nó có gọn gọn ha. Đó, tình trạng của nó là hàng cũ, bên em sưu tầm về sao và quay cho cô chú anh chị mình giao lưu y như vậy nha. Có sao em báo cho mình như vậy, cái tình trạng ở phía trên nó có hơi gọn gọn nhưng mà không có sao hết nha cô chú anh chị mình. Đó. Mình về mình xài thì ok ha. Nó cẳng ốc là ba mặt nha cô chú anh chị mình, có cái mặt phía trong tường là người ta không có cẳng ha. Đó, bốn chân là bốn chân sư tử, sạp vắt vải nha. Hàng này tuổi đời trên 50 năm rồi. Cái diềm của cái thành này, cái này là 6 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, khá dày luôn nha. Ở phía dưới đây cũng dày nữa, cái bệ này cũng khá dày luôn, sạp vóc vải. Đó, được cẳng ốc ha. Bốn chân sư tử, sạp sạp này rất là hiếm luôn nha. Đó, lâu lâu thì em mới sưu tầm về được một cái thôi, toàn bộ là ghép mộng hết. Khi giao lưu với cô chú anh chị mình em cũng tháo ra vận chuyển và lắp ráp cho cô chú anh chị mình tại nhà ha. Đúng rồi, hai bên hông giống nhau nha cô chú anh chị mình. Đó, nó cẳng ba mặt nha, còn chỉ có cái mặt sau trong cùng là không cẳng thôi. Đó, mình xem giùm em. Dạ. Rồi cái sạp này hôm nay em giao lưu mình giá rất là yêu thương luôn nha. Mã số 16, cái sạp vắt vải, bốn chân sư tử, gỗ gõ, hàng tuổi đời trên 50 60 năm ha. Em giao lưu mình chỉ có 39 triệu thôi. Bên em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, mình xem giùm em. Hàng đẹp, giá mềm, cô chú anh chị mình ủng hộ em ha. Rồi tiếp theo thì mã số 17, hôm nay em có sưu tầm về được bộ bàn gỗ gõ mặt xưa. Bộ này thì gồm có là 7 món nha. Bộ này là bộ tai trúc. Cô chú anh chị mình xem, nó có hai cái đôn bằng nhau và một cái đôn lớn để mình để đây, mình ngồi mình để trà, mình uống trà được hết cô chú anh chị mình. Còn hai cái đôn nhỏ này mình để hai đồng. Đó. Đường kính mặt đôn là 35 vuông nha. Cái này là đôn nhỏ cô chú anh chị mình. Chiều cao là 40. Cái diềm thành đôn ở đem đo là 13. Đố của chân đôn là 6 phân hơn ha. Đó, mình xem giùm em, gỗ gõ. Hàng này thì em mới phủ bóng cho cô chú anh chị mình rồi ha, phủ bóng mờ nha. Vân gỗ tự nhiên nha, cái này màu gỗ tự nhiên, bên em phủ bóng một lớp bóng mờ thôi. Đó, mình xem giùm em, hàng rất là dày dặn và đẹp nha, nặng tay. Cô chú anh chị mình xem. Chân của nó là chân trúc ha. Rồi, em qua đo cho mình xem cái đôn lớn nha. Chiều dài của cái đôn lớn này 50, chiều rộng qua của nó là 40. Và chiều cao của đôn này là 53. Cái diềm thành đôn ở đây em đo là 13. Cái đố của chân đôn là 7 phân. Đó, mình xem giùm em. Cái màu gỗ này là màu gỗ tự nhiên nha. Ốc này nó đã già ốc và nó đã ngả màu hết cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em. Đó, toàn bộ chân của nó là làm theo cây tre cây trúc mà cô chú anh chị mình nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, bộ này là bộ trúc 7 món ha, rất là nặng nha, cái đôn này nặng lắm cô chú anh chị mình. Đó, các mặt nó giống nhau lành lặn hết nha cô chú anh chị mình. Rồi em qua đo cho mình xem thông số cái ghế nha. Cái đường kính của cái ghế ở vị trí này em đo chiều rộng của nó là 72 nha. Nghịch tay. Lọt lòng cái chỗ mình ngồi là 50 nha cô chú anh chị mình. Và chiều cao ở vị trí này em đo là 40. Cái diềm của tay cầm là 10 phân. Bộ này tay 12 nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rất là dày dặn. Vân gỗ thì vân gỗ tự nhiên ha. Đó, mình xem ở những cái chi tiết này người ta đục tay nha.
hàng cẳng ốc tích là đồng quê nha cô chú anh chị mình. Những cái chi tiết cẳng ốc này là đồng quê ha. Đó, bộ này thì em đã hoàn thiện rồi, đã phủ bóng là cho cô chú anh chị mình về chỉ việc sử dụng thôi. Bộ này khá già tuổi luôn nha, gỗ rất là dày dặn, nặng tay nha. Đó, mình xem giùm em. Rồi, bộ này nó có hai cái ghế đơn ha, em đo đại diện một cái nha cô chú anh chị mình. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667, đó cũng là số Zalo của em ha. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào thì mình kết bạn Zalo và em sẽ gửi thêm hình ảnh cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi, em qua đo cho mình xem cái mặt bàn ha. Chiều dài phủ bì của cái bàn này là 1m25. Chiều cao á là 55 nha cô chú anh chị mình. Chiều rộng của nó là 57. Cái dìm của cái đố của chân chân bàn á là 8 phân. Cái dìm thành của cái bàn ở đây em đo là 17 phân nha. Mặt bàn cẳng ốc tích là đồng quê cô chú anh chị mình xem, hàng rất là đẹp luôn ha. Ốc nó vàng xanh lục rất là đẹp ha. Bộ này cũng già tuổi rồi, cái chất gỗ là cô chú mà anh chị mình đang nhìn là chất gỗ tự nhiên nha. Bên em chỉ phun một lớp bóng mờ lên thôi ha, cho nó sạch sẽ thôi, về cô chú anh chị mình xài. Đó. Xung quanh nó đục cái bộ này cũng sắc sảo nữa. Đó, cô chú anh chị mình xem, giá thì em ra cho mình cái bộ này rất là mềm nha. Hàng nặng dày dặn, cô chú anh chị mình về xài cũng yên tâm. Rồi em qua đo cho mình xem cái băng dài. Chiều dài phủ bì của cái băng này em đo là 1m87 nha cô chú anh chị mình. Lọt lòng ở vị trí mình ngồi ở đây 1m66 ha, lọt lòng là 1m66. Chiều rộng lọt lòng ở vị trí này là em đo là 50 và chiều cao từ mặt đất lên của nó là 40. Dìm của tay cầm là 10 phân. Chiều cao phủ bì của cái băng dài là 1m1. Những cái tựa lưng người ta thợ hồi xưa người ta đục chạm tay nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Và cái tích cẳng ở trên cái tựa lưng là đồng quê ha. Bộ này rất là sắc sảo, cô chú anh chị mình xem. Ở phía trên đục chạm là nho sóc nha. Đó, em đang quay hàng cho cô chú anh chị mình xem rất là kỹ ha. Nếu cô chú anh chị mình xem chưa rõ, chưa kỹ thì mình cứ kết bạn qua số Zalo trên của em ha. Em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đó, bộ này thì gỗ gõ mặt 7 món cho cô chú anh chị mình. Tuổi đời dài chục năm ha. Bộ này thì lành lặn liền lạc hết. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình yêu mến bộ này thì liên hệ qua số điện thoại trên giùm em ha. Bộ này là mã 17L, em giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ có 37 triệu thôi. 37 triệu bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình tặng nhà luôn nha. Đó, em sẽ cắt một cái tấm kiến để lên cho cô chú anh chị mình ha. Và có những chi tiết nó bị gớt một hai con ốc em sẽ gắn cho mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình mua hàng bên em thì cứ yên tâm nha. Đó, bộ này thì em giao lưu mình giá chỉ có 37 triệu thôi. Mã số 17 nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo thì mã số 18. Mã số 18 hôm nay em có siêu tầm về được một cái tủ của chú anh chị mình. Đó, tủ ly ha.
Đó, hàng này thì tuổi đời cũng vài chục năm nha, gỗ gõ mặt hàng cẳng ốc. Đó, đục bông kênh ha, đục đục nổi. Chiều dài phủ bì của cái tủ này em đo là 1m99 nha, gần 2 mét luôn á. Tủ này khá lớn nè, 2 mét. Chiều rộng của nó là 50. Và chiều cao của cái tủ này là 80, 82. Cô chú anh chị mình xem. Gỗ gõ mặt hàng cẳng ốc tuổi đời trên 50 năm nha cô chú anh chị mình. Lành lặn liền lạc hết, rất là đẹp luôn, dày dặn ha. Đó. Cái này thì em cũng đã phủ một lớp bóng mờ ha. Ở phía trên mặt này cô chú anh chị mình giao lưu thì em cũng cắt miếng kiến tặng cho mình để phía trên ha. Đó, đây là cái mặt của nó, đây là người ta đục bông kênh này cô chú anh chị mình, đục nổi nha. Đó, mình xem giùm em. Đục tích là đồng quê ha. Đó, ở đây có hoa sen nè, có ông già ngồi câu cá ha. Đó, Khương Tử Nha. Đó, hàng cẳng ốc phía trên đây là tích là đồng quê luôn. Cô chú anh chị mình xem. Những cái hàng xưa này dày dặn thì cũng hiếm có lắm nha cô chú anh chị mình. Lâu lâu mới sưu tầm về ha. Cái tủ này thì lành tích luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây mình xem giùm em nè. Những cái nét đục của người ta rất đẹp ha. Đó, cái con đường này uốn lượn đi ha. Đó, mình xem giùm em. Đồng quê ha. Cánh tủ này cũng khá dày, mặt trong cũng rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó. Ở phía trên đây là kính lùa nha cô chú anh chị mình. Hai mặt cái tủ khá là đẹp luôn ha, phía trong cũng lành lặn luôn. Đó, cây này là gỗ gõ nguyên con nha, hàng tuổi đời trên 50-60 năm, rất là dày dặn luôn. Đây mặt bên hông cũng khá là đẹp nữa, cô chú anh chị mình xem. Nhìn nổi không? Qua đây. Rồi, cô chú anh chị mình yêu mến cái cây tủ gỗ gõ hàng già tuổi và dày dặn nặng tay này thì liên hệ với em nha. Em giao lưu mình cây tủ này mã số 18L, giá là 25 triệu, bên em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Nhận hàng không đẹp như trên like á, thì cô chú anh chị mình cứ việc trả lời em không tốn phí ship ha. Rồi, em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.